Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Vẫn là mình đây em ơi. Thì trước khi về video, anh em nào muốn mua bán định shop gkt.vn, nếu nào có Momo thì sẽ là mm.me được mình nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi anh em ơi, thì hôm nay tiếp tục cái hành trình gọi là lên sách 18 cho những con nick xịt sò anh em. Hôm nay mình quay trở lại với con nick gọi là 4X, tên là Akat Doraemon. Thì không biết là chủ đích có múp không, nhưng mà nghe cái tên thì đã thấy múp rồi anh em. Rồi thì để mà nói thì con này thì nghe đồn xa đồn gần nó là gọi là top 1 thủy liên server 4X anh em. Nghe cái tên luôn mà đã dài đã vàng lắm rồi anh em ạ, không biết là như thế nào. Nhưng mà mình nhớ nhầm nó cũng vã nhiều ông gọi là bắt đầu mẻ chán phết anh em ạ. Rồi thì để mà nói trước mặt anh em, đây là một con danh 7 đệ nhị gia tộc Akatsuki T16 anh em. Một cái gia tộc huyền thoại của anh Huy siêu nhân phải không? Rồi đúng rồi, một dàn Akat luôn. Thì để xem mà con này là top nào anh em. Akat Doraemon Move. Để Akat Doraemon này không phải. Đây hiện tại là top cao thủ, top tài phú hạng thứ 16 anh em. Cao thủ thì không làm gì rồi. Thì hiện tại là nick này đang ở cái gọi là quả danh. Wow, quay ông ta. Không biết là có quay ông ta. Chắc là hôm nay làm clip lên sách là cũng đủ vàng rồi anh em. Quay luôn đi nhỉ. Có gì dọn nốt đi. Vâng, hãy cho tôi 1.1 nào. Mình vẽ bài rồi anh em, không sao. 4. À, hôm nọ mình có gọi là cái ấy à. Mình có cái tỷ lệ gọi là cái vòng quay này của mình nó là 2 + 2 = 4, xong tí 4 chia 4 = 1 anh em. Thì mình nghĩ là 1.1 đấy. 1.2 anh em, không sao, 4 chia 2. Đấy, ok anh em. Tiếp tục đi, còn lần cuối này. Thôi sao đỡ rồi, thì đỡ rồi, đỡ hơn nick mình rồi anh em. Được 14.999 vàng. Vậy thì hôm nay có cái gì phá lốt đi nhỉ? Nó không nói gì nhưng mà mình cũng cứ thử đây anh em. Hoài được thế nhờ, được kỹ năng lệnh ạ. Phế quá nhờ. Không sao anh em, thử luôn chứ còn gì nữa. Rồi. Tiếp tục nào, bình hũ phách. 5 cái ra cải trang. Ui, tiềm năng lệnh đúng combo luôn anh em. Được. Quá được. Khá là ok anh em. Mình cứ tưởng nó lên level cơ. Không sao. Rồi thì con này hiện tại là quả danh đang ở cái gọi là 31.345. Phúc lợi. Có kích phúc lợi khá là ngon luôn anh em. Con này khá đầy đủ luôn. Tiêu hôm nay sẽ tiêu 3.000 vàng luôn anh em. Và cấp chế tạo lại đang 145. Về để mà nói cái túi đồ thì có khá là nhiều máu, khá nhiều lệnh bài và nói chung là cũng còn khá là nhiều gọi là bạc khóa, nhưng mà cũng không nhiều lắm anh em. Link này chưa full, nói chung là vẫn chưa gọi là cái trình độ gọi là vứt đi được. Hiện tại thì ok, tạm thời ổn anh em. Để mà nói riêng đồ thì nói chung là có cải trang Riera ngày xưa anh Huy siêu nhân cày cải trang này 6 triệu anh em. Ui, bây giờ bán chắc được 3 lít 4 lít căng thực sự anh em. Tàu Tsunade này, của Tàu Tsunade cũng đã bỏ rồi, mang tính 4X mà cũng đã bỏ luôn rồi. Sâm thì khá nhiều, sức mạnh mỹ thú 18k này. Và còn một số đá hôm nay thì cũng đã gọi là đã ok rồi. Hôm nay mình sẽ làm gọi là lên sách 18 anh em. Lên sách 18 con nick luôn nhá. Thì đồ đạc nói chung là cũng gọi là vũ khí gì đây, vũ khí lôi khả 17 anh em, chưa có Zinegan nhá. Khá ok rồi. Full rồi. Còn mỗi set zin anh em, cải trang dự phòng 2 set. Công hiện tại đang 13.700, chính xác là 3.600. Cái này nói chung là tí lên sách nữa sẽ không tăng đâu anh em, nhìn anh em biết rồi. Còn dự phòng hiện tại đang kháng thổ và kháng hỏa anh em. Bên dự phòng thì có kháng lôi à. Kháng lôi và kháng gì đây? Phong luôn. Chết. Khá nhiều sẽ kháng đấy. Về điểm mà giảm tức khắc điện thổ là 1k3, tăng tức khắc điện hỏa là 1.490. Về chiêu thức thì không có gì rồi. Về kỹ năng mỹ thú nè, đang có một cái săn hộ khá là ngon, khá là ok anh em. Rồi thì ra ta còn gì nữa không nhở? Cải trang đúng rồi, review cho hết này. Thợ rèn này, tách cải trang. Cải trang thì nói chung là có cải trang Tobirama này, Mara lục đạo này, Madara thường này, Hashirama,
Minato nói chung là cái trang não khá là ngon, thiếu mỗi gai tử môn với cả gì ta, thiếu mỗi gai tử môn thôi, còn cũng không có cái gì là nhiều cả anh em. Và cái trang này khá là ok rồi, cái trang sự kiện thì cũng bỏ ra rồi, nói chung là ok, link này ngon rồi anh em, khá là ok, cháy luôn, xịt xoa rồi. Tạo này sẽ lên sách luôn anh em, sẽ không dài dòng anh em nữa. Thì hiện tại là đang sách 17 rồi, thì bây giờ mình sẽ đổi nhìn lại nào, 13.700 rồi, sử dụng luôn anh em, đổi sách siêu cấp 3k vàng, sử dụng luôn anh em, đỏ luôn anh em ạ, đỏ luôn. 13.700 bây giờ 13.800 đúng không, chuẩn luôn anh em, lửa tình rực cháy luôn, khá đẹp luôn. Về trường côn ha phát triệu hồi phân thân phát anh em, đúng trùng thủy lên server. Đầu tiên là mình nghe thấy bảo là trùng thủy lên server, mình nghe uầy kinh thế nhỉ, nhận kèo luôn anh em. Đây rồi, đây rồi anh em, khá là đẹp trai luôn. Bây giờ mình sẽ triệu hồi phân thân đấy nhá, phân thân uầy, phân thân đánh như được bao nhiêu đam anh em, 164k, 12k, 12k, cái này khá là được anh em, 12.600, đẹp luôn, đỉnh luôn, 12.600 anh em. Vậy là bây giờ thủy bị tương khắc nên bởi hệ gì ta, hệ thổ đúng không? Vậy mình sẽ đánh hệ thổ nào. Ui, ui, ui tầm xa thế nhở? Bảy k anh em, 7k nhá, 7k 7 7k 5, thế này cũng ok rồi, không có gì phải chê rồi anh em. Thì tí võ mẹ này phát nào, đâu ra rồi, ok á, lại đáng một tí võ phát chạy luôn anh em ạ, đúng thời sợ rồi. Và thế thì ăn thua gì anh em, không ăn thua gì thì có thằng nào lượn lờ tí võ phát rồi anh solo phát anh em. Đây tỷ võ phát này, chắc mấy nick này nó cân rồi em ơi, mười tỷ võ luôn anh em ạ. Ui xời, ơ kìa, sao nó biết mình nhỉ, sao nó biết mình ta, mình có thông báo đâu anh em, mình không có thông báo gì mà nhờ. Ok chúng nó biết luôn anh em ạ. Chán thế này, bọn này chưa gì nó đã thông báo lên clip rồi. Sao biết hay vậy? Ôi, chỗ không chơi bọn này nữa, mình đi qua khu 8 đi. Khu 8 tỷ võ xem nào. Bọn này cũng số ghê anh em, cả lôi của bọn nào đây. Rồi, về làng cát đi. Làng cát tỷ võ không có bọn nào test đam nhỉ? Lên cuốn sách này, chắc mấy cái ông hệ hỏa lại ngon. Cát nói chung tầm này không có thằng tỷ võ rồi, cùng lắm là đi gạ mấy thằng 5x thôi. Đồi hoang này tầm này chẳng có thằng nào, chẳng có thằng nào ngon anh em. Thôi chắc là hết rồi, tại vì là không có thằng nào tỷ võ, quên vừa nãy là không để cho cái tên 5x 6x kia tỷ võ phát anh em, có khi kéo trên luôn đấy. Đâu rồi, thôi chắc là thế thôi anh em, không có gì để bàn cãi rồi. Mở túi may mắn chưa, rồi nick rác luôn anh em, chắc có gì để tiêu đấy, tiêu ngày 3k vàng, không biết nick của ông nào mà đầu tư ác thế nhở. 70 bạc, 748 triệu, 9.2 triệu để 13 triệu rồi anh em, tiêu 3k vàng sẽ nhận được 13 triệu bạc. Mình ghép đá luôn này, em nào có tin nhân phẩm của mình không? Ui, lên luôn chứ sao lại không lên? Ui, ui lại lên, mẹ biết thế vừa nãy ghép mẹ nó 75% phải hơn không? Ui lên thôi, hòa rồi anh em, hòa rồi, thôi.
chắc là cái clip của mình đến đây kết thúc rồi anh em. Cảm ơn em theo dõi ngộ mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo nhé. Chúc em có một ngày vui vẻ, tốt hạnh phúc bên gia đình. Bye bye anh em.